chào, rất vui đến gặp lại các bạn. Cho các bạn đã biết, luật pháp thuở ban đầu được sinh ra để cai trị. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, mục đích ban đầu ấy vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, luật pháp ngày nay không chỉ để cai trị mà còn để duy trì trật tự xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho mỗi cá nhân. Chính vì vậy, mỗi điều luật được ban hành đều phải chuẩn. Nói chung, đã là luật thì phải chuẩn. Và 99,99% những điều luật trên thế giới sẽ khiến bạn phát ngán và buồn ngủ. Tuy nhiên, đến với top 5 lạ kỳ, không có chỗ cho sự buồn tẻ. Hôm nay, những người làm top 5 đem đến cho các bạn những điều luật hài hước nhất, những tưởng chỉ có trong những giấc mơ hư cấu nhất. Chào mừng các bạn đến với một video vượt ra khỏi mọi khuôn khổ từ trước đến nay của top 5 lạ kỳ. Xin hân hạnh giới thiệu video những điều luật kỳ lạ nhất trên thế giới. Cấm bán và ăn kẹo cao su. Ở đảo quốc sư tử, bất kỳ ai ăn kẹo cao su sẽ bị phạt $1,000 Singapore, tương đương hơn 15 triệu đồng, và phải lao động công ích trong 10 giờ. Nếu phản đối sẽ bị đánh đít. Ý tớ là phạt roi. Nặng hơn, nếu mà bị phát hiện buôn bán trái phép kẹo cao su tại Singapore, sẽ bị phạt 1 năm tù và $10,000 Singapore, tương đương 365 trang lịch và 150 triệu đồng. Vì vậy, chớ có dại mà ăn kẹo cao su khi sang Singapore đi du lịch nhá. Vì tớ nghĩ mấy trang này chẳng lấy nang ai đâu, trừ khi vẫn có ông chú là người Singapore. Cấm tóc đuôi gà. Nhằm mục đích tẩy chay những kiểu tóc được cho là suy đồi của phương Tây, năm 2010, chính phủ Iran đưa ra một danh sách các kiểu tóc nam giới được phép để, trong đó kiểu tóc đuôi gà bị cấm tiệt. Lý do thì hẳn là do tóc đuôi gà bị kết tội là suy đồi. Còn tại sao tóc đuôi gà lại suy đồi thì tớ chịu. Cấm chết trong tòa nhà quốc hội. Chính phủ Anh cấm mọi người chết trong tòa nhà quốc hội vì nó thuộc cung điện hoàng gia. Nếu ai đó không may tử nạn ở đây, họ sẽ được hưởng một tang lễ cấp nhà nước. Chính vì vậy, nếu bạn ho khục khụ, khó thở hay có những triệu chứng của căn bệnh nghỉ thở, bạn sẽ ngay lập tức được đưa ra khỏi tòa nhà để tránh việc phải tổ chức cho bạn một tang lễ cấp quốc gia. Mặc dù vậy, Chủ tịch Hạ viện Anh cho biết, những người làm việc tại tòa nhà quốc hội nói rằng luật này không hề tồn tại trong các văn bản pháp luật. Chỉ biết rằng bạn không được phép chết trong tòa nhà quốc hội. Cấm thuốc lá nhưng cho hút cần. Điều luật kỳ lạ này bắt đầu có hiệu lực từ năm 2008 ở Hà Lan. Nó đã từng khiến cảnh sát nước này lung túng khi xử phạt một người đàn ông trộn cần sa vào một điếu thuốc và hút. Rốt cuộc chẳng biết nam thanh niên chơi trội kia có bị phạt hay không, nhưng nhiều thanh niên thích hút cần, nghe đến đây hẳn là đang khoái chí lắm. Ngủ không đẹp cũng ly hôn. Đàn ông Nhật Bản nghiễm nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối trong xã hội với quyền ngôn luận và tình dục. Điều luật oái oăm này là minh chứng rõ ràng nhất. Nếu vợ bạn có tư thế ngủ không được đẹp mắt, tức là bạn thấy không đẹp mắt, chứ chẳng có ai quy định là ngủ thế nào mới là đẹp mắt, thì bạn có quyền nộp đơn xin ly hôn và để mọi người đồng tình tuyệt đối. Hoa hậu Kỳ Duyên nhà mình mà lấy chồng Nhật có khi cũng bị bỏ rồi chứ. Còn trốn học, bố mẹ đi tù. Bố mẹ bạn có thể sẽ phải đi tù nếu bạn trốn học. Tại Michigan, Mỹ, phụ huynh của các trường trung học ở địa phương này sẽ phải nộp phạt $1,500, tương đương hơn 30 triệu đồng, hoặc ngồi tù 30 ngày nếu để con trốn học hơn 9 buổi. Lý do cũng chỉ vì sợ con em dính vào ma túy, rượu chè, cờ bạc, nên chính quyền ở đây muốn mọi người để mắt đến con trẻ nhiều hơn. Nhưng một khi tụi nó đã tính trốn thì cha mẹ cũng cản không được. Nhân đây, đứa nào đang bỏ nhà xem nét coi clip này thì về đi nhá. Cấm tán gái bừa bãi. Thực ra luật này có nội dung là cấm nháy mắt với người khác giới. Giật tít tí. Mới nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng ở Ottumwa, Iowa, Mỹ, hành động nháy mắt với người khác giới không cần biết được coi là một hành vi vô đạo đức và quấy rối tình dục. Theo nhà tử vi học kiêm chuyên gia tư vấn về hôn nhân gia đình Salman R. Habib cho biết, hành động nháy mắt là cách để mời chào người khác giới, đồng thời đây cũng là bước đầu tiên để dẫn đến quan hệ vi phạm pháp luật. Anh em nào sắp sang đây du lịch thì gái xinh thì nhìn thôi nhá, chứ không lại được tham quan tù giam thì mệt.
cấm phụ nữ cầu hôn. Sau một quá trình đấu tranh lâu dài và bình đẳng giới của chị em, thì điều này gần như đã được chấp nhận trên toàn thế giới. Thế nên chuyện cọc đi tìm trâu cũng không còn là cái gì đấy lạ đời. Tuy nhiên tại Whitesville, Delaware, Mỹ, có một bộ luật kỳ lạ, trong đó phụ nữ không được phép cầu hôn nam giới, vì điều này sẽ đi ngược lại với các giá trị đạo đức thông thường. Điều này đã dập tắt ý tưởng tỏ tình của vô số cô nàng lãng mạn thích chơi trộm ở đây. Cấm hút sùng sục trong nhà hàng. Việc hạn chế phát ra các tiếng ồn khi ăn uống là phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn. Hành động khi ăn phát ra tiếng ồn sẽ gây phản cảm và khiến cho người khác mất ngậm miệng. Tuy nhiên đây chỉ là những quy ước của xã hội, những luật bất thành văn mà chúng ta tự hiểu và phải thực hiện. Ấy vậy mà tại New Jersey, Hoa Kỳ, người dân còn phải tuân thủ bộ luật đó là cấm gây tiếng ồn khi ăn tại nơi công cộng. Bạn sẽ bị phạt tiền hút sùng sục khi đang ăn trong một nhà hàng ở New Jersey. Luật này mà về Việt Nam thì ngân khu quốc gia sẽ tăng gấp hàng chục lần chỉ sau một đêm. Cấm nam giới mặc áo quay. Dành cho bạn nào chưa biết thì cái áo quay nó như này này. Xem xong thì ai cũng biết áo quay là dành cho con gái nhé. Con trai ai lại đi mặc mấy cái này? Chắc chỉ có mấy ông bụi xứ với cả lãm hà mặc thôi. Nói vui là thế, chứ ai thích mặc thì mặc, sao lại cấm? Hãy để một số anh em sống thật với giới tính của mình. Ấy vậy mà tại Úc Châu, tức Australia, việc nam giới mặc áo quay ra đường đây được coi như một điều không thể chấp nhận được. Thậm chí, có cả một bộ luật được ban hành về việc nam giới mặc áo quay. Và điều này bị cấm hoàn toàn ở xứ sở Kangaroo. Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam, Kangaroo hàng đầu Việt Nam. Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam, Kangaroo hàng đầu Việt Nam. Máy lọc nước hàng đầu. Dừng lại ngay. Cấm làm mặt xấu với chó. Vâng, thật vậy. Các bạn không nghe nhầm đâu. Cấm làm mặt xấu với chó. Tại nhiều nơi, loài chó không chỉ được coi như vật nuôi trong nhà mà còn có ý nghĩa giống như một người bạn. Tiểu bang Oklahoma của Mỹ đã chứng minh cho mọi người thấy rằng mình là tiểu bang yêu chó nhất Hoa Kỳ. Tại đây, bất kỳ người nào có hành vi biểu cảm gương mặt xấu với chó của mình đều bị xem là hành động tra tấn chó và có thể bị bắt giam vào tù, hoặc ít nhất cũng mất một khoản tiền kha khá vì hành vi làm tổn thương tâm hồn các chú cún. Tình hình này là chó sắp đòi nhân quyền rồi. Phải mặc đồ lót khi ra đường. Tại xứ sở chùa vàng Thái Lan, không mặc quần xịt, ý lộn, quần lót khi ra đường là phạm pháp. Tuy nhiên điều này đã vấp phải sự phản ứng của khách du lịch phương Tây khi họ hài hước đáp lại: làm sao cảnh sát biết được chúng tôi có mặc quần lót khi ra ngoài hay không cơ chứ? Hẳn là Thái Lan đã nghiên cứu và phát triển thành công lợi kính nhìn xuyên thấu và trang bị cho lực lượng cảnh sát giao thông của mình. Từ nay về sau, nếu có ai cảnh sát giao thông nào đang đứng mà tự nhiên bị xịt vào mũi thì các bạn tự hiểu nhá. Tên cho lợn là Napoleon. Trước hết, Napoleon là một nhà quân sự và nhà chính trị kiệt xuất người Pháp trong và sau cuộc cách mạng Pháp cũng như các cuộc chiến tranh liên quan ở châu Âu. Thiết nghĩ chẳng ai lại đi đặt tên con lợn nhà mình theo tên một vị anh hùng dân tộc cả. Nhưng dường như người Pháp lại tin rằng việc này có thể xảy ra, nên luật cấm đặt tên heo là Napoleon ra đời. Bạn có thể đặt tên con heo nhà mình là gì cũng được, miễn không phải là Napoleon. Hẳn là người Pháp sợ vị anh hùng của mình bị quấy nhiễu mỗi khi bị gọi tên. Lừa phải mặc tã. Nhằm đảm bảo vệ sinh đường phố, luật pháp Brazil quy định tất cả lừa và ngựa phải mặc tã suốt cả ngày. Bất kể ai hay vật gì làm bẩn đường phố đều sẽ bị xét xử. Điều này chắc hẳn sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp tơ tằm và tã lót của Brazil nói riêng và của thế giới nói chung phát triển nhanh chóng.
Trong tương lai, biết đâu sẽ có sự ra đời của hàng loạt loại tã công nghệ cao như tã siêu thấm dung tích 1 mét khối, tã hút cả bã hay tã tự hoại. Cấm xả nước bồn cầu sau 10 giờ. Luật của Thụy Sĩ quy định những người ở chung cư không được xả nước bồn cầu sau 10 giờ tối, bất kể lý do gì. Theo chính phủ nước này, tiếng nước xối sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn và làm phiền hàng xóm, dẫn đến nhiều hậu quả. Tuy nhiên, thư đề thực khẩn làm sao mà nhịn. Do đó, những người thực hiện top 5 xin phép được đưa ra một đề xuất nhỏ. Đó là việc ị cứ phải ị, ị xong để đắp lại, sáng mai rồi. Hoặc bạn cũng có thể liên lạc ngay với chúng tớ để sở hữu bồn cầu Vinago. Bồn cầu Vinago được trang bị công nghệ xả nước siêu êm. Khi xả nước phát ra những làn sóng siêu âm mà chỉ có loài cá heo hay chó mới có thể nghe được, đảm bảo hàng xóm các bạn sẽ không bị làm phiền. Vinago êm như lời ru của mẹ. Có thai ị đâu cũng được. Ở Anh, một phụ nữ có thai được phép giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân vào bất cứ đâu bà ta muốn. Từ ngoài đường, chỗ chờ xe buýt, trên cầu, trong xe taxi, hay kể cả trong mũ sắt của cảnh sát. Điều này cho thấy sự ưu ái đến mức cùng cực của chính phủ nước này đối với phụ nữ có thai. Hẳn là do sự quan ngại sâu sắc cho các bé còn nằm trong bụng mẹ. Quả là tất cả vì tương lai con em chúng ta. Có điều có mẹ nào dám trơ trội không mới là vấn đề. Cấm quên sinh nhật vợ. Các anh chồng thường gây bất ngờ cho các chị vợ bằng cách giả vờ quên sinh nhật vợ, nhưng thực ra đang ấm ngầm tổ chức một bữa tiệc hoành các chàng để gây bất ngờ cho người vợ. À thì tất nhiên cũng có nhiều anh quên, và phải trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh dai dẳng, nhiều khổ đau. Thế vẫn còn nhẹ nhàng chán, bởi ở Samoa, quên sinh nhật của vợ là một điều phạm pháp. Chị vợ có quyền tố cáo anh chồng và anh này sẽ phải chịu phạt. Vì vậy các ông chồng ở Samoa tốt nhất là nên gắn giấy nhắc việc hoặc đặt nhắc việc trong điện thoại khi sinh nhật của bà xã bí ẩn. Cấm nói chuyện bệnh lúc ấy. Ở Oregon, Mỹ, nói chuyện bậy bạ trong lúc làm chuyện ấy là vi phạm pháp luật. Mặc dù luật cũng không quy định cụ thể thế nào được coi là chuyện bậy bạ. Điều này cũng không khả thi trừ khi chính phủ đặt camera trong phòng ngủ của từng nhà. À mà đừng có ai hỏi ấy là gì nhá. Thì mới biết, Mỹ lúc nào cũng bô bô nhân quyền. Vậy mà đến lúc đi ngủ luật nó còn không tha. Biết đâu đang ấy nhẽ mồm, em ơi hôm nay xích chó vào chưa, mai nó cho đi tù thì nhục. Khám phụ khoa qua gương. Tại Vương quốc Trung Đông Bahrain, 5 bác sĩ được phép khám bệnh phụ khoa cho phụ nữ với điều kiện phải nhìn vào bộ phận này trong gương. Tức là mắt nhìn vào gương, còn tay thì thao tác trên hệ mặt thật. Ông nào không quen cứ thích nhìn hiểm vật thì coi chừng. Nhiều chị em hẳn là đang rất muốn bê điều luật này về Việt Nam. Chuẩn thì lai. Cấm hết khi dặn đẻ. Tất cả chúng ta, ai ai cũng đều phải được đẻ ra. Và ai ai cũng đều thương các mẹ vì biết đẻ đau cỡ nào. Các cụ bảo, đau như đau đẻ mà lại. Tất nhiên là tới đoạn nói đến đẻ thường. Mặc dù đẻ mổ nó vẫn đau, ít hơn thôi. Nhiều người lúc dặn đẻ còn réo tên chồng mà chửi. Chồng không được vào, bức quá thì chửi luôn cả bác sĩ. Đấy là chửi luôn đấy nhá. Chứ rên ư ử rồi thì la hét với nhằm nhò gì. Vậy mà tại Zimbabwe, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, sản phụ có thể phải gánh chịu những khoản tiền phạt tương đối lớn, khoảng $5, tương đương hơn 100.000 đồng cho mỗi lần hét lên trong khi dặn đẻ. Đó là còn chưa kể chi phí hộ sinh cố định khoảng hơn 1 triệu cho một ca đẻ. Trong khi đó, thu nhập bình quân người dân ở đây chỉ là khoảng $150, tương đương 3,2 triệu đồng. Ta có thể hình dung thế này, trong team có đẻ sẽ có một người đứng chơi, chỉ đứng và đếm xem sản phụ đã hét bao nhiêu lần, rồi lấy máy tính nhân thành tiền thôi. Cũng theo luật này, những sản phụ không đủ trả tiền phạt sẽ bị giữ lại ở bệnh viện cho tới khi gia đình họ trả đủ mới thôi. Không chỉ vậy, lãi suất tính theo ngày sẽ được cộng dồn vào số tiền phạt. Thật là quá bắt, ngược đời. Tuy nhiên trên thực tế, vẫn chưa có bất kỳ trường hợp phản hét nào được ghi nhận tại quốc gia châu Phi này. Hẳn là trong quốc hội nước này đã từng có một ông chồng đã bị vợ vò đầu bứt tóc, hét vào lỗ tai từ lúc đẻ nên mới sinh ra thù hằn như vậy. Giờ mới biết, luật của Việt Nam mình vẫn còn chuẩn tráng. Trên đây là danh sách những điều luật kỳ lạ nhất trên thế giới.
Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn vào cái comment bên dưới. Bạn ấn tượng với điều lần nào nhất? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của bọn mình. Hiện tại channel Top 5 Lạ Kỳ có một fanpage duy nhất tại địa chỉ www.facebook.com/top5laky. Hãy like fanpage và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé. Sắp tới, Top 5 Lạ Kỳ sẽ làm một video đặc biệt để kỷ niệm 100.000 subscribers. Hãy để lại những câu hỏi và thắc mắc của bạn liên quan tới channel và team Top 5 bên dưới phần comment. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp tất cả những câu hỏi của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cốc bờ rời thì quái, nguy hiểm và đáng sợ nhất thời điểm giới. Mosasaurus. Mosasaurus là một loài thủy quái khổng lồ. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy Mosasaurus có thể dài tới 18 mét. Tất nhiên là chúng không đến mức to lớn như trong phim Jurassic World đến độ có thể sửa tay lão Indominus Rex một cách dễ dàng như vậy. Fan Jurassic World tỉnh ngủ đi nhá. Tuy nhiên 18 mét đã là quá đủ để biến loài này trở thành một trong những kẻ ăn thịt lớn nhất dưới biển trong kỳ phân trắng cách ngày nay khoảng 66 đến 70 triệu năm. Đầu của Mosasaurus trông khá giống đầu của cá sấu, với hàng trăm chiếc răng sắc nhọn có thể tiêu diệt được cả những kẻ